lại là Thi nè, thì dạo gần đây á mình thấy thông tin là iOS 17 sẽ không còn hỗ trợ cho dòng iPhone XS và XS Max nữa. Nghe có vẻ rất là căng nha. Và trong video lần này mọi người hãy cùng mình xem thử coi là người dùng iPhone XS Max có nên đổi sang một dòng điện thoại mới hay không. Ok, let's go. Tính tới thời điểm hiện nay thì cũng đã 6 năm rồi kể từ khi mà Series X được ra mắt. Và trong suốt 6 năm nay mình vẫn thấy là XS Max giữ một vị trí khá là tốt trong lòng của người dùng. Mặc dù là có khá nhiều tin đồn trong năm nay iPhone XS Max sẽ không còn được hỗ trợ bởi Apple nữa, nhưng mà mình nghĩ chắc là chưa đâu. Bởi vì tính tới thời điểm hiện tại, người dùng iPhone XS Max vẫn còn khá là hài lòng với con này. Và để xem, XS Max vẫn là một con flagship có hiệu năng tốt mà giá thành lại rẻ. Về thiết kế của XS Max á, mình phải nói là một điểm cộng. So với lại những cái dòng cận đời bây giờ, XS Max này vẫn rất là giữ vững phong độ luôn. Các bạn có thể thấy nè, từ thiết kế form dáng nè, màu sắc nè, nhìn vẫn rất là thời trang. Nó chỉ khác một cái là cụm camera thôi. Còn ngoài ra nhìn tổng thể, XS Max vẫn rất là ngon. Tính ra thì bây giờ mình đi ngoài đường á, thấy mọi người xài con này vẫn rất là nhiều luôn. Có tức nghĩa là mọi người vẫn rất là ưng ý về mặt thiết kế cũng như là hiệu năng của em này. Một điểm mà mình cực kỳ ưng ở iPhone XS Max đó chính là khung viền thép và mặt lưng kính. Các bạn có thể thấy là sau 6 năm mình sử dụng luôn, nó rất là ít chạy luôn và hầu như nhìn con này như mới luôn. Màn hình của XS Max là một điểm hạn chế đối với mình. Mặc dù màn hình to thì trải nghiệm xem phim và chơi game sẽ tuyệt hơn, nhưng mà so với lại tay của mình thì nó bị ố về quá. Mỗi lần mà cầm con này mình phải cầm hai tay thì nó mới vừa. Nhưng mà được cái là so với lại 12 Pro Max và 13 Pro Max thì con này có khối lượng ok hơn, không bị quá nặng như các dòng cận đời. Tổng thể lại về mặt thiết kế của XS Max á, tính tới thời điểm hiện tại mình vẫn rất là ưng. Thứ nhất là về form dáng này, tinh tế, đơn giản. Màu sắc nhìn cũng rất là thời trang và cả chất liệu hoàn thiện của nó rất là tốt luôn. Về camera thì iPhone XS Max là con mod đầu tiên được ứng dụng thiết kế camera dọc. Mọi người có công nhận với mình không là thiết kế camera này rất là đẹp, nhìn vẫn rất là sang. So với lại mấy cái con cận đời 2 mắt, 3 mắt thì mình thấy iPhone XS Max này có vẻ như là ăn đứt. Camera của iPhone XS Max gồm một camera kép 12 megapixel và một camera tele có khả năng zoom quang học lên đến 2x. Cụm camera này theo như mình đánh giá là tới thời điểm hiện tại nó vẫn đang làm khá là tốt nhiệm vụ của nó. Mặc dù là hình ảnh so với những cái con flagship hiện tại thì nó sẽ không bằng, vẫn không thể nào sắc nét bằng, nhưng mà nhìn chung tổng quan một bức hình cho ra thì vẫn khá là ổn. So với lại những dòng iPhone cận đời có những cái tính năng hỗ trợ chụp giống như là chụp Night Mode nè hay là chụp 4K thì iPhone XS Max này nó không có mọi người. Tuy nhiên á, là những cái tính năng chụp cơ bản giống như là HDR hay là xóa phông thì iPhone XS Max này đáp ứng rất là đầy đủ. Trong điều kiện ánh sáng tốt á, thì những chi tiết này thu vào khá là chân thật, nhưng mà nhìn kỹ lại á, thì nó cũng hơi bể một xíu. Những cái chi tiết ở xa này nè các bạn thấy á, nó không có được rõ. So với lại chất lượng mình chụp bằng iPhone 12 thì mình thấy là hai con này có độ chênh lệch không quá nhiều. Và tổng thể lại thì XS Max này vẫn cho mình một cái khung hình chấp nhận được. Trong điều kiện ánh sáng phức tạp, trời tối thì chất lượng hình ảnh cũng không được sắc nét lắm. Tổng thể khung hình thì có hơi lóe sáng ở những khu vực đèn và bị bợt màu ở những cái chi tiết mà nằm ở xa. Và mặc dù cái này là mình đã sử dụng tính năng chụp HDR để hỗ trợ rồi, nhưng mà thấy chất lượng của nó vẫn không được cải thiện cho lắm. Trời ơi mọi người có thể thấy nè, camera selfie của XS Max đẹp quá trời luôn. Nhìn mình và background nó tách bạch hẳn ra luôn. Và phần da mặt của mình nè, các bạn có thể thấy là cái độ xử lý hình ảnh của camera XS Max đó, nó giúp cho cái phần da của mình nó có vẻ như là mịn màng hơn một xíu. Và nhìn nó cũng hồng hào hơn nữa. Tổng thể khung hình nó nhìn quá là chất lượng luôn. Hình này mà up lên Facebook là chỉ có triệu view. Tính tới năm 2023 này thì cũng đã 6 năm rồi kể từ khi mà chip Bionic 12 này xuất hiện. Và từ cái hồi mà nó xuất hiện tới bây giờ, mình cảm thấy rất là ưng ý đối với lại cái hiệu năng mà con này mang lại. Sẵn đây thì mình cũng chia sẻ luôn là trong khoảng 1 năm gần đây, cái XS Max này của mình nó có vẻ như là xuống cấp rồi. Ví dụ như là khi mà mình chơi Facebook nha, các bạn sẽ lướt như thế này. Nhưng mà trong quá trình lướt thì mình sẽ có nhiều khi là nó bị khựt lại, không thể lướt được nữa. Và cả lâu lâu xui hơn là mình bị out ra khỏi màn hình chính luôn. Thêm một cái nữa là khi mà mình chơi Liên Minh thì mình sẽ gặp cái tình trạng là cái khung hình nó hơi bị khực khực lại, nó không có được smooth cho lắm. Cho nên là bạn nào mà định tậu em này về để mà chơi game thì cũng nên lưu ý nha. Về cả render video nữa, thì render video đó thì mình thấy là khi mà mình render 4K nó có vẻ chậm hơn so với lại những máy bình thường. Dấu hiệu của máy tuổi già đó mọi người.
Tính tới thời điểm hiện tại thì mình thấy chip của con XS Max này vẫn khá là ngon luôn. Hiệu năng được tối ưu hóa rất là tốt. Mặc dù là con này không thể nào mà sử dụng chơi game lâu được hay là sử dụng để mà thực hiện những cái tác vụ nặng được. Nhưng mà đối với một bạn mà chỉ mua em này về để lướt Facebook nè, lướt web nè, chat chip đồ này nọ thì con này vẫn khá là ổn áp. Ây à, iOS 17 sẽ không còn hỗ trợ cho iPhone dòng X nữa. Và người dùng XS Max này có nên đổi sang một cái iPhone khác hay không? Mình nghĩ là khó à nha. Bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Ví dụ như bản thân của mình đi, nếu như mà mình sử dụng cái con này chỉ với nhu cầu là trở thành một cái iPhone phụ thôi, một cái điện thoại phụ để chơi giải trí, lướt web, chơi Facebook này nọ thôi, thì mình nghĩ là XS Max này vẫn còn khá là tốt. Nhưng mà còn để có những cái nhu cầu cao hơn, giống như là download được những cái game nặng về nè, hay là để edit video, hay là dùng để mà cập nhật những cái tính năng công nghệ mới á, thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn cân nhắc những cái iPhone cận đời thì nó sẽ ổn hơn. Theo mình thì ở thời điểm hiện tại, việc chọn mua iPhone XS Max là một quyết định khá là mạo hiểm. Vì trong những năm gần đây, Apple đã bắt đầu có dấu hiệu tạo ra lý do để mà người dùng có nhu cầu được nâng cấp trải nghiệm lên. Chính vì lẽ đó, thông tin XS Max bị đào thải maybe là sẽ có thể xảy ra. Nhưng mà mình nghĩ thì đào thải trong năm 2023 này thì chắc chưa đâu. Vì theo thông tin mà mình biết được thì iOS 17 năm nay vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho dòng XS và XS Max. Nên mà những bạn nào đang sử dụng điện thoại iPhone XS và XS Max thì cứ yên tâm nha, chưa có bị loại khỏi cuộc chơi đâu. Còn mà đối với những bạn nào mà đang phân vân là năm nay mình có nên đổi lên một cái dòng iPhone mới hay không, thì mình nghĩ là các bạn cũng nên cân nhắc nha. Bởi vì tính tới thời điểm hiện tại thì mình thấy XS Max nó vẫn khá là ổn để mà sử dụng. Nếu mà có đổi thì khoảng 2-3 năm nữa các bạn dùng tiền lại đổi luôn một con iPhone 7. Ok, và đó là những suy nghĩ của mình về việc có nên đổi XS Max trong năm 2023 này hay không. Và hiện tại giá của XS Max cũng rất là rẻ, mọi người có thể tham khảo tại điện thoại giá kho mà mình để link ở dưới description nha. Và cuối cùng, like, share và subscribe cho kênh. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.